Hallo, schön, dass ihr mein Video anschautet. Also jetzt habe ich Zeit, mal ein neues Video zu erstellen. Es tut mir sehr leid. Vielleicht merkt ihr das. Ich habe statt ein Strickpullover ein Sommerkleid an, weil ich momentan nicht in Deutschland bin. Da schneit es noch viel, sondern in Singapur. Ich arbeite jetzt an der German European School in Singapore als Deutschlehrerin. In den letzten Wochen war ich so oft unterwegs, dass ich keine Zeit und Kraft mehr hatte, mal ein neues Video zu erstellen. Und heute schaffe ich es, vor der Kamera zu sitzen, und fangen wir gleich an. Của chúng ta sẽ là về accusative und dative, cách thứ tư và cách thứ ba trong tiếng Đức. Và liên quan tới chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm quen với cả những cái vexin propositionen, đó là những cái giới từ chỉ vị trí vừa có thể đi với accusative và vừa có thể đi với dative. Và chúng ta sẽ xem là khi nào thì chúng sẽ đi với accusative và khi nào sẽ đi với dative. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta hãy cùng xem những cái giới từ này nhé. Giới từ mà chúng ta cần lưu ý trong bài học này đó là an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Der Stift, das Buch. Der Stift ist an dem Buch. Der Stift ist auf dem Buch. Der Stift ist hinter dem Buch. Der Stift ist neben dem Buch. Der Stift ist über dem Buch. Der Stift ist unter dem Buch. Der Stift ist vor dem Buch. Der Stift ist zwischen den Flaschen. Der Stift ist in der Tasche. Thực ra thì những cái giới từ chỉ vị trí mà mình vừa nêu ra cho các bạn thì nó có thể đi với cả hai cách, là hoặc là accusative hoặc là dative, là tùy thuộc vào theo cái động từ mà chúng đứng cùng trong câu. Đối với những cái động từ sau thì giới từ sẽ phải là cộng với accusative, đó là liegen, setzen, stehlen, hängen. Còn đối với những động từ sau thì giới từ trong câu đó sẽ phải cộng với dative, đó là liegen, sitzen, stehen, hängen, sein. Ich lege den Stift auf das Buch. Ich setze die Puppe auf das Bett. Ich stelle die Flasche auf das Buch. Ich hänge das Kleid in den Schrank. Der Stift liegt auf dem Buch. Die Puppe sitzt auf dem Bett. Die Flasche steht auf dem Tisch. Der Stift ist auf dem Tisch. Das Kleid hängt im Schrank. Để đặt câu hỏi trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng hai từ để hỏi, đó là wo und wohin. Wo có nghĩa là ở đâu. Thì theo sau giới từ ở câu trả lời cho từ để hỏi này, chúng ta sẽ phải cộng với cả dative. Còn đối với từ để hỏi là wohin có nghĩa là tới đâu đó, thì giới từ ở đây theo sau nó sẽ phải là accusative. Các bạn nhớ là wo thì cộng với dative, còn wohin accusative. Rồi, hai cách khác là nếu như là miêu tả một cái hướng chuyển động, một cái sự chuyển động từ một cái điểm A đến điểm B nào đó, thì các bạn sẽ phải nhớ đến accusative. Còn khi mà có mang một cái ý nghĩa là ở một cái địa điểm nhất định nào đó, ở đâu, thì các bạn
Hãy nhớ nó là dative. Wo ist der Stift? Der Stift ist auf dem Tisch. Wohin lässt du den Stift? Ich lege den Stift auf den Tisch. So, các bạn thấy trong những cái ví dụ vừa rồi của mình có những cái mạng từ rất là lạ đúng không? Ví dụ như là deem, deem. Đó là những cái gì vậy? Đó là những cái hình thức biến đổi của mạng từ khi mà chúng đứng ở accusative hay là dative. Ví dụ như là chúng ta có der Stift, das Buch, die Tasche. Thì những cái mạng từ dia, di, das ở đây thì các bạn có thể tra được ở trong từ điển. Nó biểu thị cho giống đục, giống cái, giống chung của danh từ. Thế nhưng mà khi mà cái danh từ đó nó đứng ở accusative thì cái mạng từ nó sẽ phải chuyển thành der, sẽ thành den. Di vẫn giữ nguyên là di. Das sẽ vẫn giữ nguyên là das. Còn với di số nhiều thì vẫn giữ nguyên là di. Còn đối với mạng từ ở cách thứ ba dative thì sẽ có sự biến đổi hình thức là từ dia thành tìm, từ đi thành dia và từ das thành tìm. Yeah, các bạn thấy ở trong dative thì giống đực và giống chung thì nó sẽ biến đổi như nhau. Ok, còn đi số nhiều sẽ trở thành tìm. Tương tự như vậy, đối với mạng từ không xác định, chúng ta sẽ có là ein, biểu thị cho giống đực, giống cái và giống chung. Thì ở accusative chúng ta sẽ có hình thức là einen, einer, ein. Ok, chỉ có ở giống đực thì sẽ bị biến đổi, thêm đuôi en. Còn giống cái và giống chung thì vẫn giữ nguyên. Còn với dative thì chúng ta sẽ có là einem, einer, einem. Các bạn thấy là giống đực với giống chung thì sẽ có hình thức tương tự giống nhau. Còn giống cái sẽ trở thành einer, thêm đuôi e. Ok, good. Trong quá trình học tiếng Đức thì khi mà học ở cái phần này thì mình đôi khi là mình cũng mắc những cái sai lầm về cái việc là chọn cái giới từ nào cho phù hợp. Và mình nghĩ rằng rất là hữu ích để mà đề cập tới những cái lỗi mà thường hay gặp phải ở đây để các bạn có thể lưu ý được đến chúng. Thứ nhất đó là chúng ta có cái ví dụ là das Bild hängt an der Wand. Oder ich hänge das Bild an die Wand. Yeah, chúng ta ở đây chúng ta giới từ là an. Mặc dù khi mà chúng ta chuyển Việt chúng ta sẽ có là tôi treo cái bức tranh trên tường nhá, chúng ta không nói là auf die Wand oder auf der Wand. Đó là giới từ là an die Wand oder an der Wand. Còn một cái nữa đó là ich stelle das Buch ins Regal. Also chúng ta không nói là auf dem Regal. Như là chúng ta hiểu theo nghĩa tiếng Việt đó là tôi đặt quyển sách lên trên giá, nhá. Nein, sondern sẽ là ins Regal oder in dem Regal. Giờ có một vài những cái giới từ mà khi mà chúng đứng trước một cái mạng từ thì ở trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ có một cái hình thức đó là rút ngắn chúng lại. Ví dụ như là chúng ta có là in dem, im, an dem, am, in das, ins, an das, ans. So, ja, das war für heute. Was denkt ihr? Thực ra thì cái vấn đề này nó cũng không khó lắm đâu. Cái quan trọng đây là các bạn học thuộc cái hình thức biến đổi của mạng từ ở accusative và dative. Và khi mà các bạn ở trong một cái câu thì các bạn hãy xác định. Trước tiên là hãy xác định cái động từ chính của trong câu. Thì nó là động từ. Nó đòi hỏi một cái sự di chuyển động từ hướng từ bên A xuống đến bên B. Hay là nó đòi hỏi về một cái địa điểm cụ thể nào đó. Yeah, thì từ đó các bạn xác định xem là cái danh từ ở trong câu nó sẽ đứng ở accusative hay là dative. Ok, good.
Và mình như thường lệ sẽ có những cái bài tập để giúp các bạn luyện tập để hiểu hơn được những cái lý thuyết ở trong video này. Gut, ja, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.